người người rất là tốt thì chúng ta có ít những kẻ xấu, nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta đôi lúc chúng ta cũng phải đối diện với những kẻ xấu, và chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước giúp đỡ chúng ta, cũng như học giống như lời dạy dỗ của Chúa thông qua David ở trong Thi Thiên đoạn 12 nói rằng: Chúa ơi, xin giúp đỡ con vì những người tin kính đạo đức không còn nữa, những người đáng tin cậy đã biến mất giữa con cái loài người. Người ta nói với nhau toàn những lời giả dối, họ dùng môi du nịnh và sự hài lòng để nói với nhau. Cầu xin Chúa cắt bỏ mọi môi du nịnh và mọi lưỡi nói những lời kiêu ngạo, tức những kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ thắng, được hay mắt là nhờ môi miệng chúng ta, chứ chẳng phải nhờ Chúa nào giúp cả. Chúng ta cùng nhau đọc ở trong câu số 5. Chúa phán: vì những người nghèo khó đang bị áp bức, vì những người cùng khốn đang rên xiết kêu vàng, nên bây giờ ta phải trỗi dậy, ta sẽ đặt họ vào nơi an toàn, chỗ họ hằng ao ước. Lời Chúa là những lời tinh khiết, như bạc được luyện trong lò gớm, luyện sạch đến 7 lần. Chúa ơi, xin Ngài gìn giữ họ, xin Ngài luôn luôn bảo vệ họ khỏi thế hệ này, vì những kẻ gian ác đang đi quanh rình rập bốn bên, trong khi điều xấu cứ được đề cao giữa con cái loài người. Và đó là điều rất là ngạc nhiên trong mỗi đời sống của chúng ta, khi lời của Chúa nhắc nhở rằng trong khi điều xấu cứ được đề cao giữa con cái loài người. Và chúng ta cũng thấy ở giống như ở trong phía đó nói rằng ma quỷ là những kẻ đang rình rập chúng ta, thì ở tại đây cũng cho chúng ta biết rằng những kẻ gian ác cũng đang quay rình rập bốn bên trong một cuộc đời của chúng ta. Nhưng điều đó không làm chúng ta núng lòng, bởi vì Chúa đang ở cùng với chúng ta. Mặc dù chúng ta biết rằng khi chúng ta đi ở trong sự công bình của Chúa thì kẻ ác cũng sẽ tìm mọi cách để lôi kéo chúng ta, quyến rũ chúng ta và khiến cho chúng ta trở nên một trong những người giống như chúng nó. Nhưng chúng ta cầu xin nguyện xin Chúa ngài cắt bỏ những điều đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta và khiến cho chúng ta được mạnh mẽ, được hân hạnh ở trong sự hiện diện của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta mời xin kính mời mục sư tiến sĩ Dương Văn Hữu đến để cầu nguyện, để chúc phước và chuẩn bị lòng của chúng ta để chúng ta bước vào trong sự thờ phượng của Chúa trong buổi sáng này. Cảm ơn Chúa, một tuần lễ lại đến với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì chúng con vẫn khỏe, vẫn mạnh, và tinh thần của chúng con đã mạnh mà thể xác của con cũng đã mạnh. Và giờ này chúng con nhóm họp tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngài đói thương đến chúng con. Qua sự tiếp trợ của ngài và chúng con đã có một cái chỗ nhóm, chỗ này cũng thật đặc biệt đối với chúng con. Dù chúng con chưa làm được cái công việc lớn cho nhà của Chúa, nhưng cái nơi nhóm rộng rãi, mát mẻ sẽ khiến cho nhiều người sẽ đến đây để tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Và giờ phút này chúng con đang hướng lòng về để chúng con tôn vinh, ngợi khen danh thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con đọc lời Kinh Thánh là lời của Chúa, lời nó nhắc nhở đời sống tâm linh của chúng con sẽ hướng về Ngài và chúng con sẽ sống phục vụ Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa ở cùng tất cả mọi người của chúng con ngay tại đây, để rồi khi mà chúng con nhóm lại, chúng con học lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ lấy chúng con, bao phủ lấy tất cả con cái của Chúa ở đây, để mọi người của chúng con sẽ học, sẽ nhớ lời Chúa đã dạy, và chúng con yêu mến cơn Ngài, yêu mến công việc Ngài và có thể hầu việc Ngài một cách đặc biệt hơn trong những ngày sắp tới. Xin Thánh Linh của Ngài chớ lìa xa chúng con. Chúng con không bỏ cuộc, chúng con đang ở trong Ngài, chúng con muốn làm vinh hiển danh của Ngài. Xin Chúa đặt bàn tay dấu có dấu đính của Ngài trên tất cả mọi người của chúng con ở đây, để chúng con nhận lấy quyền năng, sức sống, sự sức giàu đặc biệt từ đến Ngài. Và chúng con sẽ tiếp tục hát tôn vinh ngợi khen Ngài và hầu việc Ngài khi chúng con còn sống trên đất này. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Chúa ở cùng tất cả mọi người chúng con trong tinh thần yêu mến và phục vụ của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Dạ, xin cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, lời của Chúa trong buổi sáng này cho chúng ta biết rằng có những người đáng tin cậy đã biến mất, rồi chúng ta sẽ thấy những đạo đức không còn nữa, mà người ta nói rằng những lời giả dối, họ dùng môi du nịnh và sự hài lòng để nói với nhau.
Nhưng mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa giống như David đã là cầu xin Chúa cắt bỏ mọi điều đó trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta chỉ có thể cắt bỏ những điều đó khi chúng ta đến ở trong sự hiện diện Chúa, khi chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa, khi chúng ta cùng nhau đến với Ngài và chúng ta có thể thờ phượng Ngài để Ngài cắt bỏ mọi điều đó ra khỏi đường của đời của chúng ta. Hãy đến với Ngài của một người yêu Chúa. Hãy hát vâng về ta cùng nhận hoa, đưa tay cao lên cho người đến hát hoa. Come on, hãy ngợi khen Chúa cả lòng của ta. Hãy đến với Ngài của một người yêu Chúa. Hãy hát vâng về đưa tay ra lên cho hai chân ta thân. Hãy ngợi khen Chúa lại là một của ta. Hãy đến với Ngài, hãy đến với Ngài một một người yêu Chúa. Hãy tha công về ta cùng giải thoát. Xin Ngài cho tất cả những lời vui nịnh đó sẽ lìa khỏi cuộc đời của chúng con. Để chúng con cầu xin Ngài thì tất cả những lời nói xấu xa dèm che đó sẽ luôn khỏi cuộc đời của chúng con. Khi con đến cầu nguyện, đưa tay lên cầu nguyện và kêu gọi Ngài thì tất cả những sự những điều mà bắt đầu tới trong cuộc đời của chúng con ngày xưa, xin chúng Ngài phục hồi lại, Ngài dạy dỗ chúng con để chúng con có cuộc đời sống tin kính ở trong Ngài. Hallelujah, chúng con cười khen Chúa. Hallelujah. Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy ngợi khen Chúa và hãy cầu nguyện lớn tiếng và cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Thần Thánh trên của đời sống của chúng ta. Hallelujah. Hãy đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài ngay tại giờ phút này. Hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài mở lòng của đời sống của chúng ta. Chúng con lên lời cảm tạ ba ngôi trên trời, Ngài là Cha của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa một tuần lễ tôi qua để gìn giữ chúng con.
sự bình an. Và hôm nay là một tuần mới, ngày thánh nhật, ngày yên nghỉ, mà Chúa cho chúng con nghỉ riêng để chúng con ra mắt Chúa trong sự hát ngợi khen tôn vinh danh thánh của Ngài, cũng như chúng con được nghe lời của Ngài. Bây giờ này con mời Chúa Thánh Linh của Ngài đến với mỗi lòng chúng con, trước hết Chúa cất đi những điều xấu xa tội lỗi trong chính mình con hết thảy bà chị em chúng con. Chúa cất đi những sự nào lĩnh bỡ, những sự nói hằng nói xấu, những điều nào xấu xa xin Chúa cất khỏi. Còn bây giờ này chúng con ra mắt Chúa những vết thương, có mùi thơm Chúa đẹp lòng của Chúa ban Chúa cho chúng con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa hãy ở cùng mỗi chúng con để lời Chúa đến với mỗi lòng chúng con, kim chỉ nam cho mỗi đời sống chúng con, để chúng con sống lời bằng lời của Ngài, để chúng con tránh những điều xấu, mà chúng con sống đẹp ý Ngài, để chúng con làm vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con nhờ để dâng lên mọi điều cho Chúa và xin Chúa đói thương và làm ơn chúng con. Chúng cảm ơn Ngài và lòng thành kính cầu nguyện chúng danh Chúa. Có một bài hát mới buổi sáng này chúng ta sẽ cầu nguyện. Và chúng ta sẽ surrender everything, chúng ta sẽ dâng cho Chúa tất cả mọi điều trên cuộc đời của chúng ta. Để rồi Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ đến giống như một cuồng gió thổi đến quét sạch đi tất cả những sự lo lắng, những sự đau đớn, những sầu não trong mỗi đời sống của chúng ta. Lord, have your way in me.
want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Thank you.
anh mai. Come on. Yes, yes, we worship you, my Lord. Chúa, chúng con cũng yêu thương Ngài. Lời chúng con lòng của chúng con khao khát đời con được yêu mến Ngài nhiều hơn nữa. Hallelujah, xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi người sống của chúng con. Hallelujah, để chúng con có thể bước vào trong sự hiện thánh của Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục đụng chạm đến mỗi đời sống của chúng con, và chúng con được chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Jesus, let your
I'm thinking sad again. What a powerful name we need, the name of Jesus. Come on, say what a powerful, what a powerful name we need. What a powerful name we need. What a Hallelujah, chúng con đến với Chúa, chúng con cầu nguyện, xin Chúa ngài giúp đỡ mọi cuộc đời của chúng con để chúng con được phát thánh trong danh của Chúa. Hallelujah, Hallelujah, Lord, Your name is great. Your name, Lord.
Cho chúng con có cơ hội để chúng con thờ phượng Ngài và bước vào sự hiện diện của Ngài. Xin chúng ta chúc phước cho lời của Chúa trong buổi sáng này. Xin Ngài ở cùng và gìn giữ mỗi đời sống của chúng con, dẫn dắt chúng con vào bước đường của Chúa và đường đi của Ngài và lối công bình của Chúa, để rồi chúng con sẽ làm sáng danh Chúa và cuộc đời của chúng con sẽ là một cuộc đời đầy dẫy sự phước hạnh. Chúng con ngợi khen Chúa thật nhiều. Chúng con dâng tất cả ba anh chị em con trong buổi sáng nay, chúng con tay tòa năng của Chúa. Xin Ngài gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc, quan phòng và chúc phước cho mỗi đời sống của chúng con. Và xin Ngài cũng chúc phước cho tôi tớ của Chúa trong buổi sáng nay, là mục sư tiến sĩ Dương Văn Hữu, để chia sẻ lời của Chúa và đem đến sự đụng chạm cũng như sự thay đổi cho cuộc đời của chúng con. Chúng con ngợi danh Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý tôi tớ Chúa. Xin ta cùng nhau đồng an tọa. Là buổi sáng nay chúng ta có những cái lời làm chứng nào không ạ? Các trong phòng chúng ta có những lời làm chứng để chúng ta có thể nói đến cái sự phước hạnh của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cái những lời làm chứng nào thì chúng ta xin ông bà anh chị em có thể mạnh dạn đứng lên để chia sẻ cái những phước hạnh đó. Rồi, cô Nguyệt đang nhìn nào. Rồi, xin mời cô Nguyệt. Đứng lên để cho mọi người là phải thấy chứ. Rồi, xin mời cô Nguyệt lên. Làm chứng với những phước được chưa? Kính chào mục sư và các mục sư và hội thánh. Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp đứng trước hội thánh để làm chứng. Trong cuộc đời theo Chúa của mình, tôi thấy quá nhiều phước hạnh, giàu hầu như ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào cũng thấy đầy ắp những phước hạnh. Trong cuộc đời theo Chúa không bao giờ thấy không có phước hạnh hết quý vị ơi. Cho dù trong hoàn cảnh nào tôi thấy sao lúc nào lòng tôi cũng lâng lâng, có một cái niềm vui khó tả lắm. Mà tiếng Anh nó gọi là joy á quý vị này. Joy tức là một cái sự vui mừng mà không có điều kiện. Ví dụ như mình có một điều gì tốt đẹp xảy ra cho mình thì mình gọi là mình happy. Một điều tốt, một cái công việc tốt, một cái điều gì may mắn trong cuộc đời mình thì mình gọi là mình happy. Nhưng mà cái niềm vui á, của cái người được cứu rỗi á, niềm vui mình được Chúa cứu ra khỏi tội lỗi, sống trong cuộc đời phước hạnh của Chúa, sự quan phòng bảo vệ, sự chu cấp, sự bình an, thì nó tuyệt vời lắm, không thể nào nói được. Tiếng Mỹ gọi là joy, tức là không tùy thuộc vào cái điều kiện. Happiness, cái hạnh phúc của con người thì thuộc về điều kiện, nhưng mà cái niềm vui trong Chúa thì nó không thuộc về điều kiện của mình. Hôm nay tôi cảm ơn Chúa về những điều đó, nó luôn theo đuổi cuộc đời tôi từ lúc tin Chúa, từ lúc thăng trầm, từ lúc khổ sở, thiếu thốn, mất việc, mất nhà hay cái gì đó. Nhưng mà cái niềm vui nó không bao giờ rời tôi hết. Tôi cảm ơn Chúa lắm. Tại vì cái sự bình an và cái sự thông công giữa mình với Đức Thánh Linh nó tuyệt vời làm sao. Bởi vì nó không có tùy thuộc vào cái gì hết. Hôm nay tôi làm chứng lên để nói là cái niềm vui của người trong Chúa. Tôi ước ao tất cả những quý vị nào đã từng tin Chúa, đã một lần tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, kinh nghiệm được điều mà tôi đã kinh nghiệm, quý vị có thể xin với Chúa điều đó. Nếu quý vị chưa cảm thấy, nhiều người tin Chúa vẫn còn đau buồn, vẫn còn những khổ sở, những thất vọng, những buồn khổ, thì tôi nghĩ rằng mình nên... Tôi, tại vì tôi thường tương giao với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ nữa. Có thể là đi chợ, đi làm, bất cứ cái việc gì. Nhưng mà mình ở trong sự hiện diện của Chúa, đó là một điều rất là phước hạnh. Phước hạnh lắm, không thể nào diễn tả được. Và tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Một điều thứ nhì nữa là khi ngày hôm qua tôi coi cái cuốn băng của người
tiếng Việt là evangelist, tức là cái người truyền giáo đó, thì giảng về cái a cup leads to a crowd. Trong đó ông có nói về một cái câu là tại sao hội thánh ở China đó là hội thánh lớn nhất thế giới. Quý vị biết tại sao? Câu trả lời của ông là những người tín đồ ở bên China đó và những người hầu của Chúa China đó, họ đã uống cái chén đắng mà Chúa Giêsu uống, uống cái chén của cái sự bắt bớ, thử thách, khổ sở, qua có nhiều cái khó khăn bách hại ở bên nước Trung Quốc, nhưng mà đầy tới Chúa và những người tin Chúa đó, họ đã một lòng, họ đã bền, họ đã chiến đấu cho đức tin, họ đã sống cho đức tin của họ. Và điều này làm cho tôi cảm động. Lúc đó tôi nhớ đến một sự cho Chúa Giêsu, tôi nhớ đến Mary và Joseph, lúc và tất cả những người anh chị em ở trong Chúa và đầy tới Chúa tại China nói riêng, tại tất cả các quốc gia bị bách hại trên thế giới này, những người tin Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa khi tôi cầu nguyện cho những quốc gia này, thì Chúa càng cầu nguyện với họ. Thì như là Bắc Hàn, tôi cũng đã cầu nguyện cho Bắc Hàn, thì Chúa cũng có mở cửa. Nhưng mà những người ở Trung Quốc, quý vị ơi, mỗi lần tôi coi những người đó thờ phượng Chúa ở dưới trong những cái nhà thờ mà underground church, quý vị, tôi không có thể nào cầm được nước mắt. Tôi thấy cái sự tin Chúa của họ, sự trả giá của họ rất là nhiều. Tôi cảm ơn Chúa, dâng lời cảm ơn Chúa là chúng ta ở đây có quá nhiều sự tự do, quá nhiều phước hạnh, tự do đến nỗi mà chúng ta quên cả Chúa. Chúng ta dùng nhiều thời giờ cho những điều khác hơn là thờ phượng Chúa trong sự hiện diện của Ngài, lắng nghe tiếng Chúa. Tôi biết một câu, I thank my God for Pastor Joshua, his family and the church in China. Tại vì tôi nghĩ tôi coi cái bài đó, cái cup, a cup leads to the ground. Cái ground là cái mẫu chiều tiên nha quý vị. Khi mà chúng ta gặp Chúa thì Chúa sẽ ban nhiều điều nữa. Và khi có một người phụ nữ mà ở trong wheelchair 22 năm rưỡi mà được chữa lành, thì bà đứng lên, bà, cái câu hát của bà khi mà xuất hiện, khi mà người ta mời lên thì bà cứ hát cái hallelujah. Nhân đây tôi cũng nói về một điều đó, một điều mà tôi đã vấp phạm, tôi đã phạm tội với Chúa. Tại vì tôi nghe được tiếng Chúa rất là nhiều. Chúa bảo tôi là ta muốn con nói chữ hallelujah, hallelujah, ngợi khen Chúa suốt đêm. Chúa đã phán với tôi lâu lắm rồi. Tôi làm nửa chừng tôi bỏ, tôi làm nửa chừng tôi bỏ. Chúa ơi, Đức Chúa Trời đáng được chúng ta ngợi khen mỗi giây phút trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn tôi làm điều đó, và tôi đã chia sẻ với chị Thu Đông ở Texas mới đây nè, nhắc lại nữa. Thì khi bà đã được chữa lành, bà lên trên đó, bà chỉ nói chữ hallelujah rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, rất là nhiều lần. Và nhiều lần quý vị ơi, thì Chúa nhắc nhở tôi, con không trung tín điều đó. Tại vì khi tôi đói thì có một mình tôi cô đơn ở trong đêm tối, thì tôi buồn ngủ, cho nên tôi đang ngủ. Và chị Thu chỉ nói là chị sẽ cùng tôi. Tại vì ban ngày tôi phải làm việc nhiều lắm, mà khi ban đêm thì tôi hay buồn ngủ. Tôi biết là Chúa không có đẹp lòng với tôi. Chúa tha thứ cho con vì Ngài đã được lời khen tôn quý, vì Ngài đang được chúng tôi lời khen. Nhưng lâu lâu chúng không vô nhà thờ mới hallelujah. Cuộc đời của chúng ta là một cái hallelujah, quý vị. Lời khen Chúa, tôi cảm tạ Chúa. Điều đó vui nhất nhờ tôi. Cảm ơn tôi nguyện thật nhiều. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho chính đời sống của cô cũng như tất cả những anh em chúng ta có một đời sống thờ phượng, có một đời sống dâng hiến, cũng như sống có một đời sống cầu nguyện. Và những điều mà Chúa Ngài nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta, xin ta cũng sẽ lắng lòng để chúng ta nghe được sự kêu gọi của Chúa và tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời của mình.